Hello, xin chào cả nhà. Thì Lộc Tàng lại tiếp tục cung cấp cho tất cả mọi người một cái tin giật gân, một cái tin thực sự nóng hổi trong ngày hôm nay. Khi chắc có lẽ là anh em YouTuber đang làm bảo vệ cho Linh Lan cũng như là bên phía ông bà giáo sẽ có một trận đổ máu long trời lỡ đất trong ngày hôm nay, khi các đại anh hùng chuẩn bị hẹn hò nhau để gặp nhau ở Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thể thấy rằng là cái câu chuyện này không đơn thuần là một cái câu chuyện nói để lấy lại sự công bằng, mang tiếng nói hay để giúp cho tất cả cộng đồng mạng xã hội hiểu cái câu chuyện và giúp đỡ cho một bên là Linh Lan và một bên là phía ông bà giáo. Đây là một cái câu chuyện trở thành một câu chuyện giống như thể là xã hội đen, mang tính chất là giống như những bộ phim hành động đang sắp diễn ra trong chiều ngày hôm nay, hết giờ hành chính ở Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết được rằng là những người này đang cất lên tiếng nói hay là dùng nắm đấm, dùng hành động để xử lý nhau. Lực Tàng không thể nào mà có thể ngờ được rằng trong một cái đường live 1 tiếng 21 phút của người dẫn chuyện lại xuất hiện rất là nhiều những cái anh hùng mà châm chọc nhau như vậy. Mọi người có thể thấy rằng là trong đường live ngày hôm qua rất là dài, và Lực Tàng chưa bao giờ xem một cái đường live nào từ đầu đến cuối cả. Nhưng đường live ngày hôm qua là Lực Tàng đã xem từ đầu đến cuối, và Lực Tàng cũng có để lại những cái lời bình luận, nhưng họ đã cắt, họ không cho Lực Tàng bình luận. Bình luận đến đâu là mất đến đó nha mọi người. Đấy, cho nên là Lực Tàng cũng rất là bức xúc. Và Lực Tàng cũng nghĩ rằng là cái câu chuyện này chắc có khả năng họ đang giấu giếm một cái điều gì đó, mà không để cho Lực Tàng vào để cùng bình luận và cùng nhận xét tất cả những người trong kênh của người dẫn chuyện. Đồng ý Lực Tàng vô, Lực Tàng sẽ bị tất cả các khán giả trong kênh của người dẫn chuyện chỉ trích. Nhưng Lực Tàng không ngại cái vấn đề đó. Và đỉnh điểm trong cái câu chuyện mà Phan Phong, người dẫn chuyện ngày hôm qua nói, đến cái mức độ gọi như là các anh em tứ đại anh hùng ở trên mọi miền đất nước gọi vào cái đường live của Phan Phong và hẹn hò nhau để chiến đấu, có thể là đổ máu trong ngày hôm nay, thì Lực Tàng cảm thấy rất là buồn. Không ngờ rằng là một cái câu chuyện trên mạng xã hội mà nó lại trở thành một cái câu chuyện thực sự ở ngoài đời như vậy. Thì tôi không biết được rằng là những anh chị đang làm YouTube bênh vực cho lẽ phải, mang tiếng nói thật hay để giúp cho tất cả mọi người hiểu câu chuyện, gặp nhau trong ngày hôm nay họ sẽ làm gì? Bây giờ chắc có khả năng là họ sẽ đem cái hành động và họ sẽ đem võ công của những phái võ đang ra để họ xử lý nhau hay sao? Chúng ta phải chờ đợi đến cái giây phút đó xem như thế nào. Nếu như họ có bản lãnh thực sự để họ giáp mặt nhau và họ lên video clip để cho chúng ta xem, thì đây quả thật là một bộ phim rất là hay. Hay ở cái chỗ là họ dám đối mặt với nhau và họ xử lý nhau. Đấy, họ có thể rằng là ngồi phân tích bàn bạc với nhau. Nhưng mà dở ở cái chỗ nếu như họ gặp nhau thì họ đánh nhau, phải không? Họ mang phim kiếm hiệp vào, hoặc là phim hành động vào, phim xã hội đen vào, thì không biết được rằng ai là sẽ là người thiệt thòi trong cái sự việc này đây. Tôi đảm bảo tất cả mọi người, nếu như mọi người xử lý bằng hành động, bằng nắm đấm, thì tất cả mọi người gặp nhau trong chiều hôm nay sẽ bị pháp luật gông cổ với anh hết luôn. Đó là tôi nói với anh như vậy, được chưa? Và tôi cũng xin thông báo cho những cái người mà đêm qua mạnh mồm hẹn hò nhau, kể cả người dẫn chuyện luôn nha, cả hai bên, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người nghe. Nếu như mấy người mà đã hẹn hò nhau như vậy trên một cái đường live 2000 người đang xem, thì tất cả những cái người mà đã xem đó thì chắc cú là họ rất mong chờ đến cái chiều ngày hôm nay. Mà nếu như một trong một bên nào đó không xuất hiện trong chiều ngày hôm nay thì tất cả tụi bay cũng dẹp kênh hết đi, được chưa? Dẹp hết kênh đi. Và có thể rằng là có kênh mà may cái mồm mình lại, đừng có nói nữa. Tôi đảm bảo với tất cả mọi người rằng là tụi bay mà không gặp nhau trong chiều ngày hôm nay thì chắc có lẽ khán giả sẽ tụt giảm rất là nhiều trong kênh của tụi bay. Đó. Không biết được rằng là anh nào lớn hơn Lực Tàng hay không, nhưng mà với cái cách xử sự, với cái cách nói chuyện cũng như là thách thức nhau ở trên một cái đường live ở trên mạng YouTube như vậy, thì tôi nghĩ tất cả những người đó không đáng để Lực Tàng phải nói chuyện nữa. Đúng không? Chúng ta nên khuyên răn, bảo ban nhau, và chúng ta có thể rằng là nói một cái cách lịch sự, văn minh, có văn hóa, đúng không? Không phải là đem cái câu chuyện này ra
để mà xử sự như những loài vật với nhau. Hôm qua như vậy tôi đảm bảo tất cả mọi người là giống như những con thú đang hung hãn muốn chín nhau rồi, giống như những con linh cẩu đang cấu xé nhau. Về cái câu chuyện này, đồng ý tất cả mọi người làm YouTuber, làm YouTuber ai cũng phải kiếm tiền của mạng. Nếu như không có tiền, tôi đảm bảo tất cả mọi người không ai lập kênh, không ai mà tốn một bãi nước bọt, một tí calo để lên nói về cái câu chuyện này đâu. Nhớ chưa? Đừng ở đó mà tất cả mọi người áp đặt cái câu chuyện này vô giống như trong cái câu chuyện gia đình nhà mình. Mà có hay không nữa thì chúng ta phải có một cái cách xử lý nó đúng đắn, nó đàng hoàng. Tại vì những người khán giả trong kênh là có lớn có, nhỏ có, người trong nước có, người nước ngoài có. Liệu họ xem những cái hành động của tất cả các anh em YouTube lên thách thức hù dọa nhau như vậy thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Liệu họ có ủng hộ trong thời gian sắp tới nữa hay không? Lực Tàng đang có mặt ở ngoài Bắc, không có mặt ở trong đó. Nếu như có mặt ở trong đó thì chiều nay Lực Tàng lên chỉ có live stream cho mọi người xem có cái cuộc chiến hôm nay nó sẽ xảy ra như thế nào. Liệu có thằng nào mang mã tấu, đao kiếm đến hay không? Đấy, thấy chưa? Còn nếu như những cái thằng đó mà không đến thì đảm bảo có thể gọi điện cho Lực Tàng và nói rằng là Lực Tàng ơi, cách xóa kênh ở chỗ nào? Không, cách hủy, không làm YouTube như thế nào? Để rằng Lực Tàng chỉ cho. Hoặc có thể là đi xách dép cho tất cả những cái anh em YouTube đang cất tiếng nói về cái câu chuyện này mà họ không thách thức nhau trên mạng xã hội. Không? Bây giờ là hai bên đấu nhau, người trong nội bộ đấu nhau, không? Cùng chung một chiến tuyến đấu nhau. Thì tôi hỏi tất cả mọi người, tụi bay làm YouTube kiếm tiền hay là kiếm chuyện? Bay có để cho khán giả nó ủng hộ nữa hay không? Hay là bay muốn phá đi cái hình ảnh đẹp của những YouTuber? Không? Còn câu chuyện của Phan Phong ngày hôm qua, trước cái đường live, Lại Lực Tàng cũng có gặp gỡ và nói chuyện với Phan Phong. Rất là căng đét, nhưng mà không đến cái mức độ hẹn hò nhau như tất cả những các anh em hôm qua gọi điện đến cho Phan Phong. Gọi điện đến thì cũng phải hỏi như thế nào. Trong cái đường live của Phan Phong thì chúng ta cũng phải lên một cái phương án, có một cái kế hoạch, hỏi những cái câu hỏi thực sự xác thực, thực sự chính xác vào. Ở đây hỏi không ra cái câu nào ra câu nào cả. Cuối cùng là bắt đầu là hẹn nhau để chín nhau trong ngoài giờ hành chính. Phan Phong mà hẹn ngoài giờ hành chính là đã có một cái ý đồ, tức là không muốn pháp luật can dự vào cái câu chuyện của cái nhóm gọi như là giang hồ đi, chứ bây giờ là không có YouTuber gì hết. Cái nhóm này là nhóm giang hồ. Đấy, tôi không ngờ là tôi lại tiếp xúc và tôi lại đi chung thuyền, chung lái cũng như là phản biện cái câu chuyện này mà lại đụng chạm vào những cái nhóm giang hồ làm YouTuber. Hẹn hò nhau như vậy. Đây là tôi rất là bực cả hai bên luôn. Trong câu chuyện ngày hôm qua mà Phan Phong Lai hẹn hò nhau nơi viện kiểm soát, ngoài giờ anh chính là đã chín nhau chứ còn gì nữa. Liệu rằng cái nhóm bên phía bên vực Linh Lan đang chung thuyền chung lái với tôi kéo đến bao nhiêu thằng, và Phan Phong sẽ nhờ anh đại chị đại xã hội đen nào, hay là đến một mình đơn thân độc mã, hoặc là dẫn theo anh chàng bán rau, thì cuộc chiến sẽ xảy ra. Đấy. Bây giờ tụi nói nhìn nhau giống như thể là mèo nhìn thấy mỡ mà. Đấy. Chuột gặp mèo chạy, gọi như là rượt đuổi nhau, chín nhau ngay lập tức mọi người ạ. Tụi này gặp là chắc cú chín thôi. Mà đã chín nhau thì phải đổ máu, đúng không ạ? Rồi tất cả tụi bay sẽ lãnh cái hậu quả nếu như tụi bay gặp nhau trong chiều hôm nay. Đó. Tôi cũng khuyên nếu như mà đã gặp thì cũng rất mong tất cả những anh em đó hãy giữ bình tĩnh, ngồi phân tích nói chuyện lịch sự văn minh, có văn hóa với nhau nha. Đừng dỡ cái thói côn đồ giang hồ ra. Không? Phan Phong cũng đã thách thức thì chắc cú nhóm kia cũng rất là bực tức, và chúng tôi đây cũng là người rất là bực tức khi đã thách thức và hẹn hò nhau như vậy. Đấy. Bây giờ xử sự với nhau một cách không có văn hóa, không có lịch sự cái gì cả. Tôi rất là bức xúc thay cho tất cả các khán giả. Tôi làm cái clip này để gửi tới những cái nhóm người đó. Rồi tôi xem chiều nay họ sẽ làm ra trò trống như thế nào. Họ có gặp nhau hay không? Còn tôi nhấn mạnh một câu nữa, nếu như tụi bay không gặp nhau thì tụi bay hủy kênh đi, xóa kênh ngay lập tức. Còn nhắc tiếp đến một câu chuyện là xin gửi đến cho thằng Lợi Nguyễn này. Tại vì sao cái câu chuyện của Linh Lan với ông bà giáo mày lại lấy cái câu chuyện tiền bạc nợ nần tụi bay bị lừa, tụi bay dạy gái ngu thì chết, tự nhiên mang lên trên mạng xã hội để bắt đầu là gọi như là chửi nhau.
Thằng Phan Phong cũng mất tiền, mày cũng mất tiền. Đấy, mà cái người đó lại đi với tao. Nhưng tại sao tao không mất tiền mà tụi bay mất tiền? Hả? Tiền là tiền của Mạnh Thường Quân gửi về để cứu trợ đồng bào miền Trung, không phải gửi về để cho tụi bay à, này kia đâu. Đồng ý là tụi bay cũng có thể là xuất ra số tiền túi của tụi bay, còn số tiền đồng bào ủng hộ miền Trung là tao không bị mất một ngàn nào về cái con đó hết cả. Cho nên là tao cũng đính chính với tụi bay như vậy. Còn tụi bay mất á là số tiền túi của tụi bay. Và lý do vì sao mất thì tụi bay cũng đã biết rằng là ngu thì mất. Nghe chưa? Một người không quen biết khi mới gặp mà tụi bay đã cho mượn cái số tiền cả trăm triệu, thì tao nghĩ tụi bay làm YouTube để làm gì? Tụi bay nói thì liệu trong thời gian sắp tới có ai nghe hay không? Mà tại vì sao cái câu chuyện của Linh Lan với ông bà giáo lại lấy cái câu chuyện tiền bạc nợ nần ở ngoài, tụi bay áp đặt vào câu chuyện này? Thằng Lợi nghĩ là hoàn toàn sai trong cái câu chuyện này nhá. Đảm bảo tất cả mọi người là như vậy. Ông Phan Phong nó nói về cái câu chuyện tiền bạc miền Trung à, tiền bạc mà cho cái con lừa đảo khi vay á, là đúng chứ không sai. Tại vì không, nó không có dính líu gì đến cái câu chuyện này. Tụi bay bóc nhau mà bóc đến cái mức độ mà môi đến cái từng cái chân tơ kẽ tóc. Người ta hở ra cái gì là tụi bay bóc, tụi bay chửi. Mà chửi không đúng trọng tâm, không đúng mục đích, không đúng vấn đề. Thì như vậy, ai có thể chấp nhận được khi mà anh em đã cùng trên chiến tuyến đó, cùng gặp gỡ nhau, nhưng đến khi làm lệch trên thì tụi bay lại muốn chín nhau, giết nhau. Đấy, mạng xã hội đâu có để cho tụi bay lộng hành. Mạng xã hội đâu có phải là nơi để cho tụi bay thách thức hù dọa đâu. An ninh mạng có, không? Pháp luật có. Tụi bay sẽ dính cháu hết nếu như chiều hôm nay tụi bay gặp nhau. Được chưa? Tao rất tiếc là hôm nay tao không có nhà, tao lên tao live stream cho khán giả xem. Không? Tao làm trọng tài, tao thổi còi, tụi bay vô chín nhau cho sướng. Không? Rất mong cái cuộc chiến chiều hôm nay à, cũng thôi thì cũng cho một thằng đổ máu đi, để cho pháp luật vô cục luôn, giải quyết hết tất cả những cái kênh YouTube mà được cho rằng là đang đấu đá nhau đó. Coi thằng nào mà bị thương, thằng nào sống bình thường trong thời gian sắp tới. Người ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin này để gửi tới tất cả mọi người trong những cái bản tin tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.